châu chấu biến thành sâu bướm, nàng tiên kỳ lân trở thành người mạnh mẽ nhỏ bé, quăng các loại côn trùng lên người Shizuka. Năng lực origami chiến thuật của Nobita giải thích Darwin đương đại là thế nào? Trên đời này côn trùng cũng có thể bắt nạt Nobita. Anh chàng được cắt chiếc mũi giống với Fatty Blue, khóc lóc bỏ nhà đi tìm sự an ủi, nhìn Lan Béo giống như dỗ trẻ 3 tuổi, còn đau lòng hơn khi đưa cho anh ấy một xấp giấy origami. Họ không biết rằng đây là một origami sinh học kỳ diệu. Fatty Blue dùng nó để gấp hạt giấy và ếch, tất cả họ đều biến thành những chàng trai thực sự có thể bay và nhảy. Vậy các bạn biết gì về origami? Cả hai gọi Shizuka và cùng nhau đến không gian rộng mở. Những con bướm do Lan Béo và Shizuka làm ra cùng nhau bay trong không gian rộng mở. Đây là màu đỏ và xanh từ thời xa xưa. Nobita không thể làm ra con bướm từ một mảnh giấy màu xanh lá cây. Shizuka xinh đẹp và khéo léo gấp một bông hoa tulip khác, ngắm bướm đậu trên chúng để lấy mật. Fatty Blue hết lời khen ngợi. Nobita gấp con châu chấu bằng mảnh giấy xanh, nhưng khi Shizuka cầm nó trên tay, có điều gì đó không ổn. Đây rõ ràng là một con sâu bướm. Lan Béo lấy ra một tờ giấy lớn hơn và gấp hai con mèo cho Shizuka. Cô ấy cũng yêu cầu Shizuka vẽ khuôn mặt cho một trong số họ bằng bút đánh dấu đặc biệt. Thật dễ thương phải không? Nobita cảm thấy ngứa ngáy sau khi nhìn thấy nó. Tôi cũng đang định vẽ một cái khác. Vẻ ngoài suy tàn này kết hợp với việc anh ấy ngủ ngay lập tức, nhìn giống ai đó trong Doraemon. Mọi người có đoán được đó là ai không? Đồng thời, bộ đôi bắt côn trùng trở về đầy ắp. Dù châu chấu bị chồng bắt, nhưng nguyên tắc của FAT Tiger là cái gì của anh là của tôi, cái gì của tôi vẫn là của tôi. Đột nhiên có một con bướm lạ bay qua, hổ béo đuổi theo không nói một lời. Công nghệ vẽ mặt tệ thật. Nobita lại tức giận gấp tờ giấy lại. Tôi phải mất một thời gian dài để gấp nó ra và nó có cảm giác hơi lớn. Vẫn vứt nó đi. Cuối cùng anh ấy đã gấp được con kỳ lân mà anh ấy muốn. Vậy câu hỏi đặt ra là sừng ở đâu? Shizuka vẫn đang bảo vệ Nobita. Anh ta lấy tờ giấy origami và nói đó là một nàng tiên kỳ lân. Tiên một sừng này đang bò quanh người Shizuka. Fatty Blue có một cảm giác tồi tệ. Đây không phải là một chàng trai mạnh mẽ sao? Shizuka sợ hãi đến mức bỏ chạy. Bụi cái này đi, Nobita còn nhiều hơn thế nữa. Làn sóng đòn chí mạng này trực tiếp khiến Shizuka rời đi. Thu cũng sợ dán. Các người không sợ sao? Cuối cùng hổ béo cũng bắt được bướm lạ. Nếu bạn nhìn kỹ, nó thực sự được làm bằng giấy. Chắc chắn là Lan Béo không bỏ chạy. Một kế hoạch xấu xa đã được hình thành trong đầu FAT Tiger. Shizuka lại làm gấu koala, chim hoàng yến, sóc và thỏ. Tất cả sống động như thật. Nobita nảy ra ý tưởng và gấp củ cà rốt cho thỏ ăn. Cảm ơn Chúa, lần này anh ấy đã không gấp nó thành thứ gì đó kỳ lạ. Sau đó, Shizuka lại gấp chim cánh cụt và con cú lại. Không gian mở đã được biến thành thiên đường cho động vật origami. Yếu tố bất hòa duy nhất đó là chú mèo mà ngay cả Shizuka cũng nghĩ có thể ngủ ngon như Nobita. Cùng với FAT Tiger và Siafu lẻn vào, trong khi ba người đó không chú ý. FAT Tiger và Siafu đã đánh cắp origami sinh học và các dấu hiệu đặc biệt. Một con Mina bay lên vai Nobita. Tôi vẫn đọc đi đọc lại, Nobita là đồ ngốc. Kẻ chủ mưu đứng sau hậu trường đang đứng trên ống xi măng phía sau ba người, nhìn họ khinh thường. Fatty Blue muốn lấy lại đạo cụ, con chuột bị chồng làm gãy rơi ngay lập tức. Tiếp theo anh ta bẻ gãy một con chó khác để đối phó với Nobita. Nobita, người chân yếu, đã nảy ra một ý tưởng, để con chó ngồi. Tôi là đồng tác giả bài huấn luyện của Inia, nhưng nó vô ích. Nobita vẫn bị truy đuổi khắp nơi. Fatty Blue vẫn đang trong tình trạng chết. Con đường đến sự hoàn hảo. Nobita cũng có một cây bút trong túi, thế nên anh ấy đã vẽ con mèo to thành con hổ. Sau khi đuổi con chó đi, tôi đuổi Tiger FAT và Siafu đi. Con hổ không thể hiện sức mạnh của nó. Bạn có thực sự nghĩ rằng đó là một con mèo đang ngủ? Đã đến lúc phải quay lại từng nhà và tìm từng mẹ. Đột nhiên, những đống sáng sáng lên trong không gian rộng mở. Shizuka nhìn kỹ hơn, hóa ra những chiếc tiểu cừu mà Nobita đánh gãy trước đó thực ra chính là đom đóm. Bạn có thể thấy một khung cảnh lãng mạn như vậy trong không gian rộng mở. Trái tim cô gái Shizuka vỡ òa. Nobita cũng được khen nhiều đến mức cậu cảm thấy xấu hổ. Hổ béo lạc vào và chồng trẻ bị Nobita ném vào chuồng to. Người đàn ông bị đẩy đi khắp nơi như một cục phân. Thật là một bóng đèn bí mật được lão ba làm ra. Nếu ban đầu Nobita muốn đập con bọ phân, nó sẽ trở thành gì? Vì thế chủ lực của đội bóng chày của FAT Tiger sắp bị mất, và người này vẫn còn là một đứa trẻ. Nhưng bọn nhóc ngày nay không hề đơn giản. Trong cuộc đọ sức giữa hổ béo và Team Terrano, ngay cả khi FAT Tiger sử dụng chiêu trò của quả bóng số 3 của FAT Tiger League, vẫn đạt được thành tích về nhà. Nobita không thể đọc được không khí, tôi nghĩ mình không phải chịu trách nhiệm về quả bóng này. Nếu Ancien không nhắc nhở anh ấy, nhìn vẻ mặt của FAT Tiger, tôi e rằng tính mạng của anh ấy đang gặp nguy hiểm. Cuối cùng, FAT Tiger mất tất cả và chịu thất bại thảm hại. Vẻ mặt hôi hám của Team Terrano khiến FAT Tiger vô cùng bất mãn. Từ giờ trở đi phải luyện tập thêm 3 giờ mỗi ngày. Điều này có nghĩa là thời gian ngủ trưa, thời gian đón bạn gái và thời gian làm bài tập về nhà của Nobita đều bị lãng phí. Tất nhiên đón gái là chính, không nói nên lời và không nói nên lời. Béo Lan vẫn lấy ra một chiếc máy dẫn đường để chỉ cho Nobita một lối thoát. Tờ giấy được phun ra từ máy hướng dẫn cho biết trái, thẳng, trái, phải. Nobita và Béo Lan đi chơi, vượt qua từng ngã tư theo hướng dẫn trên ghi chú, không có địa điểm được chỉ định. Đột nhiên có một chiếc ô tô lao tới. Tôi tưởng mình đã trốn thoát an toàn. Chiếc lon bị tời cuốn cuốn lại sắp làm vỡ hình dáng của Nobita, bị đá ngã. Viên sỏi thực sự được tạo ra bởi một đứa trẻ, và điều khiển RBI là kỹ năng độc nhất của anh ấy. Một cái vẫy tay nhẹ có thể so sánh với lục mạch thần kiếm. Đây chẳng phải là chiếc bình thần thánh mà chúng ta cần nhất sao? Hai người háo hức kể cho FAT Hu nghe về sự kiện vui vẻ này, nhưng hổ béo lại cảm thấy sự kiện vui vẻ này đối với mình vô cùng xúc phạm. Mỗi lời họ nói là một cái tát vào mặt anh. Nếu quân ác được thay thế, chúng ta vẫn có thể gọi họ là hổ béo chứ.
Sau khi dọa Lan Béo và Nobita bỏ chạy, Hổ Béo lại ném không thành công, anh ta bị chính quả bóng của mình đánh ngã xuống đất. Đột nhiên tôi có một sự giác ngộ lớn lao, Hổ Béo đến gõ cửa nhà bạn. Hai người còn tưởng rằng Hổ Béo sẽ trút giận lên đầu họ, tôi không ngờ anh ấy lại đến xin lỗi. Đây thực sự là một giai thoại dành cho mọi thời đại. Hổ Béo đã suy nghĩ về điều đó, miễn là FAT Tiger có thể giành chiến thắng, việc bạn có phải là át chủ bài hay không không quan trọng. Hổ Béo thực sự cảm động, hai anh hùng phải hợp tác đầy đủ. Tôi đã sử dụng hướng dẫn một lần nữa để tìm đứa trẻ, nhưng Nobita vẫn đến muộn. Đội Terano là người đầu tiên mời anh ấy, và tôi còn tặng anh ấy một món quà đắt tiền là ba cuốn truyện tranh. Nobita thất vọng đến dọn dẹp. Hổ Béo ôm chồng tập đánh bóng. Tôi nghe nói tay ném vĩ đại đã bị đội Terano săn trộm. Hổ Béo rất không muốn. Tôi nghe nói đó chỉ là vì ba cuốn truyện tranh. Hổ Béo đẩy chồng ra ngoài không nói một lời. Người đàn ông giàu có đã đến lúc thể hiện sức mạnh của bạn. Chồng tôi làm mất năm cuốn truyện tranh, nhưng đứa trẻ đã lấy bánh quy ra. Đồ ăn nhẹ do team Terano cung cấp rất ngon. Nobita không còn cách nào khác ngoài việc sử dụng hướng dẫn để tìm ra loại trái cây đắt nhất, dưa đỏ. Nhưng một vấn đề mới lại xuất hiện. Mọi người phải hoàn thành bài tập về nhà trước khi có thể chơi trò chơi. Nobita không còn cách nào khác là phải tìm học sinh đứng đầu, nhờ anh ấy giúp bọn trẻ làm bài tập về nhà. Dacian nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng đứa trẻ nghĩ học sinh giỏi chỉ là học sinh tiểu học, độ chính xác không đáng tin cậy lắm. Vì vậy anh ấy muốn gia nhập team Terano. Lúc này Shizuka tới. Đừng đi quá xa khi chỉ trích trẻ làm việc gì đó. Vẻ đẹp của Shizuka phù hợp với mọi lứa tuổi. Tên nhóc này thực sự muốn lợi dụng Shizuka. Nobita bỏ cuộc, anh ta rất tức giận và từ chối thẳng thừng. Hãy làm điều đó một cách lặng lẽ, chúng ta đã có át chủ bài rồi. Nói xong anh ta tức giận ôm vợ bỏ đi. Anh ấy không có ý đó. Con Hổ Béo trốn trong góc đã giác ngộ trở lại. Nobita vẫn còn tức giận khi trở về nhà. Việc anh ta có bị FAT Tiger đánh bại hay không không quan trọng, anh chỉ muốn trút cơn giận. Hổ Béo không những không tức giận, thay vào đó tôi lại cảm động bởi Nobita. Ngay cả khi team Terano có một tay ném giỏi, những chú Hổ Béo cũng phải tập luyện chăm chỉ và đánh bại chúng thành từng mảnh. Nhưng việc đào tạo vẫn chưa bắt đầu. Terano bất ngờ đi tới cửa, chỉ khi đó mọi người mới biết sự thật. Thằng bé đó đã lừa tôi hết đồ ăn, đồ uống và đồ chơi. Cuối cùng tôi bỏ chạy với đồ đạc của mình. Với cái này ra, các bạn, bạn nghĩ gì về trận đấu bóng chày? Những chú Hổ Béo có thể tăng cơ hội chiến thắng đến mức nào? FAT Tiger tận tâm tu luyện và cuối cùng trở thành yêu quái. Và vũ khí ma thuật của anh ấy, thực ra nó là một củ cải đen và dài 40m được nhập khẩu từ Pháp. Ngay khi nhìn thấy trẻ em Nhật ném đậu để xua đuổi ma, tôi biết đó là sự xuất hiện của Sutubun. Tuy nhiên, Siafu đã biến lễ hội thành lễ hội thanh minh. Thở dài, cậu giải thích sự việc tương lai cho Nobita. Anh ấy còn nói mình thực sự đã đánh trúng ma. Con ma này không phải ai khác, đó là Hổ Béo. Cách đây không lâu, chồng tôi đã dùng vũ lực quá mức khi nịnh nọt Hổ Béo. Hổ Béo vô cùng cảm động, quyết định ngày nào cũng sang nhà chồng hát cho anh nghe. Đã biết như vậy, tôi thà bị đánh chết bởi những cú đấm ngẫu nhiên, tôi sẽ không nhắm mắt khoe khoang một cách mù quáng nữa. Nobita đã tận mắt chứng kiến người chồng vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau bị Hổ Béo nhặt đi trên đường. Tôi muốn dùng giọng hát tuyệt vời của anh ấy để chữa lành trái tim tổn thương của chồng tôi. Đừng nói về Nobita nữa. Nhưng khi Lam Bàn Tử nghe được chuyện này, hắn liền toát mồ hôi lạnh. Một con chuột bước ra khỏi tủ để hoàn thành công việc. Lam Mập sợ hãi vội vàng lấy đạo cụ ra, cuối cùng lấy ra một hộp đậu. Tức giận, anh ta ném nó vào con chuột. Tôi nhìn thấy con chuột biến mất trong không khí sau khi bị ném. Nobita đã choáng váng khi nhìn thấy nó. Hóa ra đây là đậu đuổi ma, cứ bị nó đánh thôi sẽ được chuyển ra ngoài phòng. Nobita học và áp dụng nó khá giỏi. Ngay khi nhìn thấy mẹ nhờ anh chạy việc vặt, ngay lập tức ném một hạt đậu vào cô ấy, đưa cô ấy ra ngoài nhà. Đừng quên di chuyển túi mua sắm của bạn nữa. Bây giờ mẹ tôi phải đi mua sắm một mình. Lan Béo chợt nảy ra một ý tưởng, dùng cái này để đuổi đậu ma. Chúng ta không thể đuổi FAT Tiger ra khỏi nhà chồng tôi sao? Cứ làm đi. Hai người lập tức lao tới nhà chồng, giả vờ là fan cuồng nhiệt và mời FAT Tiger hát. Người chồng muốn lợi dụng lúc hỗn loạn để lẻn đi, nhưng dưới sự đe dọa của FAT Tiger, tôi phải biểu diễn vở kịch tứ xuyên thay đổi diện mạo. Hãy quay lại và nghe nhạc một cách trung thực. Bài hát tàn khốc của FAT Tiger khiến gan và túi mật của mọi người bị chia cắt, ngay cả tấm kính cũng sẽ vỡ tan. Nhưng Fatty Blue phải đợi thời điểm tốt nhất để ném đậu, nếu không bạn sẽ bị phát hiện. Cuối cùng, Mập Mạp lợi dụng lúc say của Hổ Mập, đuổi anh ra ngoài cửa bằng đậu. Tôi thấy những người qua đường bị sốc đến mức ngã xuống đất. Anh đỏ mặt chạy về nhà chồng. Thấy vậy, Lam Béo không còn cách nào khác đành phải nói ra lương tâm. Hổ Béo thiên tài như vậy là do tập trung quá nhiều vào ca hát, thế nên anh đã vô tình chạy ra ngoài. FAT Tiger càng sưng tấy hơn khi nghe điều này, nhảy lên giường bắt đầu vòng hát thứ hai. Lần này đến lượt Nobita đuổi cậu ra ngoài. Đúng như mong đợi, anh ấy có những kỹ năng tiềm ẩn của một tay bắn tỉa. Quả nhiên, tôi nhập hồn ngay lập tức. Con Hổ Béo không chịu bỏ cuộc đã quay trở lại. Lần này tôi muốn thử tự mình ném hạt đậu. Chủ nhà hơi thân thiện, biết đâu FAT Tiger đã chuẩn bị sẵn rồi. Sau khi nhìn thấy quả địa cầu bị hạt đậu đâm vào, lập tức đi ra ngoài cửa. Hổ Béo cuối cùng cũng hiểu ra, đó là vì một số người không muốn nghe tôi hát. Dù Lan Béo và Tiểu Hổ có cố gắng đổ lỗi cho nhau đến thế nào đi chăng nữa, nguyên tắc của FAT Tiger là đánh tất cả thành từng mảnh. Trong cơn tuyệt vọng, Lan Béo nhắm mắt lại và ném nó đi. Không những không loại bỏ được con Hổ Béo, thay vào đó, họ đã quét sạch nhà chồng tôi. FAT Tiger từ đâu lấy ra một củ cải đen và dài 40m, đột nhập vào căn phòng nơi ba người đang trốn. Thật bất ngờ, Nobita và Siafu đã sử dụng đậu để chuyển ra ngoài, nhưng Lam Béo vẫn chưa kịp cử động, bị Hổ Béo bắt. Để cứu mạng nó chỉ có thể đưa đậu cho FAT Tiger. Bây giờ Nobita và Siafu lại gặp nguy hiểm. May mắn thay, chồng tôi có đầu óc sáng suốt, dạy Nobita cách quay đầu xe đột ngột, đã lừa thành công Hổ Béo.
kéo, nó khiến anh va phải cậu bé giao đồ ăn, khổ vì tắm mặt to. FAT Tiger lần này thực sự tức giận, biến thành một con ma ác thực sự, cho họ nếm thử củ cải đen nhập khẩu từ Pháp. Lúc này, mập mạp đã đến kịp lúc, ném đầu vào FAT Tiger, không ngờ, dưới đòn tấn công ô lao la của FAT Tiger, mọi nỗ lực đều vô ích, đối mặt với củ cà rốt và cây gậy rơi từ đầu xuống, Fatty Blue chỉ có thể đếm hết số đậu trong hộp ra, thực hiện nỗ lực cuối cùng, họ nghĩ rằng họ sẽ bị tổn thương não, nhưng không có gì xảy ra. Sau đó tôi nhìn thấy FAT Tiger đang trốn sau cuộc điện thoại không bật TV, quần áo vương vãi khắp sàn nhà, hóa ra đậu tử đã đuổi FAT Tiger ra khỏi quần áo, có vẻ như FAT Tiger cũng có thể nhút nhát, nếu bạn là Nobita và những người khác, bây giờ tôi sẽ giúp FAT Tiger, hay quay đầu bỏ chạy. Nobita và Shizuka đang hẹn hò, nhưng nó vẫn chưa đến, cho đến khi Shizuka tới cửa, lúc đó tôi mới nhận ra Nobita đã mất tích, ngán ngẩm nhìn đầu học sinh vạn tuổi của Nobita, trở thành một cây chổi thì thế nào, hay một cái đầu máy bay, các bạn thấy kiểu tóc nào phù hợp hơn với Nobita? Anh ấy nói sẽ đến nhà Shizuka để học, ai có con mắt tinh tường đều có thể nhận thấy điều đó, động cơ ăn mặc cẩn thận như vậy của anh ta rõ ràng là không trong sáng, liệu một chàng trai như Nobita có còn nghĩ đến việc ngân nga một giai điệu vui vẻ khi học tập không? Tôi sợ đã quá muộn để khóc, khi đi ngang qua nhà Fatehu, Nobita bỗng có một linh cảm chẳng lành, quả nhiên, khi hổ béo nghe tin Nobita đi học, anh hào phóng cho biết gia đình anh khá đông con, bạn có thể học bất cứ điều gì bạn muốn, không vấn đề, Nobita không đánh giá cao nó, huyết áp của hổ béo đầy, đánh anh ta mà không cần lý do, vợ tôi đã tới cửa nhà tôi, Nobita vẫn chưa tới. Hai người phải cùng nhau đi tìm Nobita. Khi đi ngang qua nhà Fatehu, cả hai nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Nobita, đi vào và nhìn xem, Nobita ngồi trong thùng rác và khóc. Hóa ra FAT Tiger không có ý tốt khi cho anh học ở nhà, rõ ràng là Dacian muốn trông nhà và dọn dẹp nhà cửa cho anh ấy. Những thuộc tính của vợ Shizuka thật tuyệt vời, đó không những không phải là lỗi của Nobita đến trễ, chúng ta cũng cần cùng nhau giúp đỡ. Tất nhiên, Lan Béo thực sự sẽ không để đôi vợ chồng trẻ này dọn dẹp nhà cửa. Nó thiết lập robot nhà, biến nhà của Fatehu thành robot thông minh, bạn có thể giao tiếp với nó thông qua TV. Tôi nghe Lan Béo nói phòng bừa bộn quá, bản thân ngôi nhà cũng xấu hổ, bắt đầu dọn dẹp nhanh chóng, sự lộn xộn khác nhau trong phòng dường như vẫn còn sống, bắt đầu tự mình dọn dẹp, một công cụ hữu ích như vậy. Các bạn, bạn có muốn một? Khi Shizuka quay lại với đồ dùng học tập của mình, nhà đã sạch sẽ rồi, thảm bay hoàn toàn tự động sẽ đưa bạn thẳng tới phòng của mình. Shizuka, người luôn yêu thích sự sạch sẽ, đã nhìn thấy, robot nhà khiến mọi người sửng sốt sau khi khiến ngôi nhà của họ trở nên sạch bóng, nhận được một lời khen khác từ ngôi nhà, tôi thậm chí không thể nói được nữa. Nhà nghe nói muốn học, đệm và máy sưởi được giao ngay, bầu không khí này thật tuyệt vời. Lúc này, chồng tôi cũng đến nhà Fatehu để đòi nợ, dù ngạc nhiên, nhưng anh vẫn nghĩ biệt thự sang trọng của mình tốt hơn, nhưng rồi anh ngơ ngác, nhà hổ béo cảm thấy khát nước, nó tự động làm nước ép tươi, cô cũng sẽ chăm sóc chiếc quần bẩn của anh một cách chu đáo, đây không phải là cao cấp hơn một biệt thự sao? Lại một vị khách bất ngờ nữa đến, nhìn xem, trong nhà Fatehu không có người lớn, phải mua bán cưỡng bức, chúng tôi thậm chí còn đuổi cô ấy vào nhà, giờ đây cả nhà đang giận dữ, đầu tiên tôi mời anh nhận, cánh cửa đóng, sau đó, anh ta nhấc tấm chiếu lên và khiến anh ta ngã đập mông xuống, tôi vẫn không thấy buồn sau khi thấy chú mình bị núi Thái Sơn lấn át, ngôi nhà điều khiển máy sấy tóc để phun lửa, nó đốt đít chú rồi, để lộ chiếc quần hồng đào trái tim bên dưới, tôi không ngờ chú lại khá nhàm chán, khủng hoảng đã được giải quyết, mọi người rất biết ơn nhà, đến chồng tôi cũng hết lời khen ngợi, bây giờ nhà có chút lúng túng, chẳng mấy chốc, mọi người đã hoàn thành nhiệm vụ học tập. Hãy để chúng ra ngoài và chơi an toàn trong nhà, cứ để việc dọn phòng cho nó. Hơn nữa, anh còn chủ động đưa FAT Tiger đến trước, những thứ mượn của mọi người đều được trả lại cho họ. Câu hổ béo ngoài không gian rộng mở, thấy Nobita và các bạn đang đi chơi, anh ấy còn nói sẽ tự mình trong nhà, do dự quyết định về nhà xem thử. Sau khi về tới nhà, ngôi nhà tự động mở cửa cho anh, tôi cũng lau sạch dấu chân bẩn thỉu của FAT Tiger để lại. Hãy bỏ đi những thứ mà FAT Tiger vứt đi, nhà lại gửi nước trái cây và đồ ăn nhẹ cho Fatehu. Tuy nhiên, FAT Tiger hoàn toàn không tôn trọng uy tín của ngôi nhà, không chỉ xả rác, tôi vẫn không thích việc ngôi nhà quá cũ. Cả nhà đau lòng trước lời nói của hổ béo, anh ta nhấc tấm chiếu lên và ném FAT Tiger từ tầng 2 xuống. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ không mở cửa cho FAT Tiger. Anh ấy cũng đã làm cho FAT Tiger hiểu ý nghĩa của việc trở thành tinh dịch qua ống nước. Vậy tối nay hổ béo có dám về nhà không? Những con đường tương lai vắng tanh, có sinh vật ngoài hành tinh tấn công khắp nơi, cùng xem cao thủ Nobita sử dụng súng như thế nào nhé. Cứu thế giới, kỳ nghỉ hè tốt lành, nhưng vợ tôi lại muốn bỏ Nobita để đến Hokkaido. Chồng tôi còn tàn nhẫn hơn, tôi muốn đến một biệt thự lớn ở Hawaii để tắm nắng. Ngay cả gia đình FAT Tiger, tôi cũng sắp đi du lịch đến Guam. Nobita thật trống trải, cô đơn và lạnh lẽo. Tôi đã hứa sẽ không bỏ cuộc trong suốt quãng đời còn lại. Tất cả đều là lời nói dối của bạn bè. Ý nghĩ phải hứng chịu đòn chí mạng thứ hai sau chuyến đi, Nobita vội vã đi tìm Lan Béo. Hãy đưa mình đến một nơi tuyệt vời. Nhưng hôm nay Lan Béo hình như đã ăn phải thuốc súng, vội vã về nhà, không nói một lời. Anh nhảy vào cổ máy thời gian, các thao tác đều mượt mà và trơn tru. Nobita hoàn toàn bối rối, nó có thể là một cuộc tấn công của người ngoài hành tinh hay ngày tận thế. Để xác nhận tình hình, Nobita quyết định đi tới tương lai, muốn chết xây nhà mà không biết số nhà. Chúng ta chỉ có thể đến đó trước, hãy thực hiện một chuyến đi đến tương lai một cách thuận tiện, thời điểm có thể đạt được. Nobita hoảng sợ, anh hoảng sợ, dùng đỉnh tháp làm ống hút cứu sinh. Đại hùng liếc sang một bên, có một chiếc đĩa bay, sự đuổi đánh, Nobita vô tình bị ngã. Thấy Nobita sắp biến thành kẻ cặn bã, tốc độ rơi đột ngột chậm lại.
lại, chỉ khi đó tôi mới cứu được mạng sống của mình. Nhìn phía sau, tôi phải than thở về sức mạnh của thiết bị chống trọng lực ở thế kỷ 22 và vùng đất mà Nobita tưởng là, nhưng đó không phải là đất, nhưng một khu vườn treo. Nobita bước đi trên con đường vắng, nhưng không thể nhìn thấy bất kỳ sinh vật sống nào. Quyết định hỏi ai đó, nhưng các cửa hàng trong tương lai đều sẽ là cửa hàng thông minh. Dù Nobita có hỏi thế nào, trí tuệ nhân tạo chỉ có một câu trả lời: thích và theo dõi. Kết quả là Nobita bị đánh nhầm và bị lột sạch quần áo. Tôi cũng nhận được miễn phí một bộ quần áo hợp thời trang trong tương lai. Quan trọng nhất là không có tiền. Nobita bước đi của một cán bộ kỳ cựu. Càng nghĩ về nó càng kỳ lạ. Lại đến nhà hàng, nhưng cũng không có người sống. Nobita chỉ có thể thưởng thức một bữa ăn miễn phí. Nhưng Nobita liếc sang một bên, khu vườn trên cao đang trong tình trạng chạy khắp xóm. Mặc dù tôi không biết nó là gì, nhưng miễn là nó là một sinh vật sống, Nobita không chú ý đường suýt biến thành chuột chết đuối. Không ngờ anh ấy đã nhảy được 10 mét. Bây giờ Mavavira đã khám phá ra một thế giới mới. Một cú nhảy nhẹ sẽ lập kỷ lục Guinness. Đi thang máy, hãy đến với Sky Garden. Chạy suốt chặng đường, bắt mắt, nhưng chúng có rất nhiều sinh vật ngoài hành tinh. Nobita sợ hãi đến mức hét lên và bỏ chạy. Sinh vật ngoài hành tinh tấn công. May mắn thay, Nobita bước ra với đôi giày chạy bộ. Anh ấy cũng biết cách ngồi xổm trên cỏ vào những thời điểm quan trọng. Điều này đã cứu mạng tôi. Bây giờ Nobita lại càng hoảng sợ hơn. Có thể nào trái đất đã bị chiếm đóng, nhân loại đã bị xóa sổ? Nobita nhớ lại sự hoảng loạn của Lan Béo lúc đó. Chiếc búa thực sự đã biến mất. Tại thời điểm này, Thạch Tu xuất hiện ở phía sau hắn. Nhìn thấy cháu trai lớn của tôi, Nobita đã khóc vì sung sướng. Xem Nobita nói về cuộc xâm lược của người ngoài hành tinh, Sisil cũng hoàn toàn hợp tác với màn trình diễn của ông nội. Tại sao tôi là người đàn ông cuối cùng trên thế giới? Loại đĩa bay nào xâm chiếm trái đất, giải phóng các sinh vật ngoài hành tinh, nướng con người thành từng mảnh vụn trong vài phút. Tôi thật tốt bụng khi đưa cho Nobita một khẩu súng. Không có thời gian để than thở về sự sụp đổ của thế giới, người ngoài hành tinh lại tấn công. Khi nói đến bắn súng, Nobita là vua. Những bước đi quyến rũ theo nhiệt độ của quỷ dữ và những góc độ bất ngờ và phức tạp, đánh bại các sinh vật ngoài hành tinh đến tận cùng. Nobita và Sisi cổ vũ lẫn nhau, phát động cuộc tấn công cuối cùng. Nhìn thấy chiến thắng trong tay, đĩa bay khổng lồ xuất hiện trên đầu. Một tia sáng trắng rơi xuống đã đánh bay hai người. Khi Nobita tỉnh dậy, tôi nhìn thấy Sisi ngất xỉu. Chưa có thời gian để buồn, tôi thực sự đã nhìn thấy những con người khác một lần nữa. Fatebo vừa trở về sau chuyến du hành lên mặt trăng. Nobita vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hai người đi vòng quanh hệ mặt trời và du hành tới sao hỏa cũng đã trở lại. Đôi mắt Nobita mở to như chuông đồng. Vì tất cả những gì tôi vừa trải qua, tất cả đều chỉ là trò chơi ba chiều. Bởi vì Nobita dành toàn bộ thời gian để lang thang khắp nơi. Đó là lý do cháu tôi không có tiền đi du lịch. Về phần Domain, tôi vừa quay về tương lai để thay thế linh kiện. Mặc dù Nobita chưa có khả năng du hành ở thời hiện đại, nhưng tôi có một trò chơi ba chiều còn thú vị hơn cả việc du hành. Vậy các bạn có đi du lịch trong kỳ nghỉ hè không? Chồng tôi dùng nước hoa cao cấp của Pháp, vẫn còn mùi hôi của Fat Tiger chưa tắm. Hãy để ông bắt cày có một chỗ mềm mại cho cả hai. Nobita cả ngày không làm gì. Tại sao tôi lại nhận được 1.000 nhân dân tệ từ mẹ tôi? Để bắt trận đấu bóng chày, Nobita bị tạt nước bẩn. Anh ta cũng bị bắn vào đầu bằng sơn màu xanh lá cây. Nếu bạn muốn sống một cuộc sống đàng hoàng, đầu phải hơi xanh. Nhưng mẹ tôi đã rất tức giận. Vừa thay quần áo, mẹ nhờ Nobita chạy việc vặt. Nhưng Nobita đang bận hẹn hò, làm sao tôi có thời gian để đối phó với mẹ tôi? Nhưng vừa rời khỏi nhà, lại gặp hai gã chồng hổ đang chặn cửa. Nobita hét lên và bỏ chạy, nhưng bị trượt chân, tự nhuộm màu sô-cô-la. Đúng là hai ngày không đánh nhau, viêm tuyến tiền liệt. Mẹ vừa nói thẳng những lời cay nghiệt, tôi sẽ không muốn bạn lần sau. Bây giờ Nobita đã ngoan ngoãn, hãy ra ngoài và làm việc vặt thật nhanh. Ngay cả khi tôi nhìn thấy vợ tôi, hãy tưởng tượng nó như một quả bóng không khí. Tại sao nó đáng sợ? Quần áo vẫn bẩn. Thấy Nobita sắp bị bỏ rơi, Lan Mập nhanh chóng lấy ra tờ, phải giúp đỡ, con ông đang gặp rắc rối. Nobita vừa mới khóc một giây trước, giây tiếp theo, tôi bị ông vò vẽ sợ hãi đến phát điên. Ai biết Hornet sẽ thay đổi hướng đi. Nobita bị hại biến thành chuột chết đuối, nhưng dịch vụ hậu mãi đầy đủ. Ba lô của Nobita được hai chồng hổ nhặt về. Chồng tôi cũng là một thiên tài, nhìn thoáng qua là có thể biết ngay nó thuộc về Nobita. Không ngờ đàn ông lại bất ngờ tới. Hóa ra đây là hoạt động bí mật của Phát Ti Lan. Hổ và chồng trốn thoát bằng mọi cách, trốn trong cửa hàng rau quả. Sếp cũng là người có trái tim ấm áp. Tôi có một cái theo danh sách, nó chật cứng rồi. Những con ông bắp cày tiếp tục đi, đuổi theo hai người ra phố thương mại. Thấy tiệm bánh này nổi tiếng quá, ông bắp cày bắt đầu hành động ngay. Không có gì được thực hiện, nó làm những người xếp hàng sợ hãi. Người phục vụ sẽ không thể xử lý tất cả các thao tác này. Ai biết chồng tôi có mũi chó. Tôi lần theo mùi hương và tìm thấy nó. Đã mua bánh mì, đi đến cửa hàng thịt, vừa đúng dịp sale nửa giá. Đúng lúc hai người họ đang cảm thấy hụt hẫng, con ông đến, hai người chỉ có thể vào cửa hàng mua thịt. Fatty Blue thậm chí còn nghĩ rằng nó hơi nhiều, nhưng Nobita vẫn chưa phơi quần áo. Con hổ béo và cả hai bị đàn ông đuổi theo, trốn đến tận nhà Nobita. Sau vài lần vẫy tay, chiếc túi rơi vào tay Lan Béo. Hổ béo lo lắng, một loại súng máy phun nước khác, pháo bắn nước nữa, một số hoạt động, tưới nước khắp vườn. Béo Lan đưa đồ cho mẹ, hai chồng hổ cũng mang theo thùng cát tông bỏ chạy. Thấy không có đường thoát, hai người chỉ có thể lựa chọn ngồi xổm trên bãi cỏ. Hổ béo sợ quá, ai biết đây là một chiếc xe tải tái chế.
con ong cuối cùng đã bay đi. Nobita sợ quá không dám về nhà. Không ngờ Lan Béo lại ra mở cửa chào đón. Đi vào phòng trong tâm trạng lo lắng, nhưng tôi đã nhận được lời khen chân thành từ mẹ. Tôi cảm thấy như con trai lớn của tôi đã lớn. Nobita vẫn còn bối rối. Tôi nhận được 1000 đại dương như một phần thưởng từ mẹ tôi. Những con ong thật tuyệt vời. Các bạn có sợ hãi không? Khắp vườn, Béo Lan đưa đồ cho mẹ. Hai chồng hổ cũng mang theo thùng cát tông bỏ chạy. Thấy không có đường thoát, hai người chỉ có thể lựa chọn ngồi xổm trên bãi cỏ. Hổ Béo sợ quá. Ai biết đây là một chiếc xe tải tái chế. Con ong cuối cùng đã bay đi. Nobita sợ quá không dám về nhà. Không ngờ Lan Béo lại ra mở cửa chào đón. Đi vào phòng trong tâm trạng lo lắng, nhưng tôi đã nhận được lời khen chân thành từ mẹ. Tôi cảm thấy như con trai lớn của tôi đã lớn. Nobita vẫn còn bối rối. Tôi nhận được 1000 đại dương như một phần thưởng từ mẹ tôi. Những con ong thật tuyệt vời. Các bạn có sợ hãi không?